Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình BB. Mời các bạn cùng nghe review và tóm tắt chuyện Hóa ra St. Paul không đau thương của tác giả Loan. Thể loại chuyện hiện đại, hào môn, cưới trước yêu sầu, ngược tâm, lâu ngày sinh tình, gương vỡ lệ lành, HE. Chuyện hoàn 110 chương và 4 phiên ngoại. Trong nhà hát kịch, tiếng hát cất lên đã kể về một câu chuyện thế này. Có nàng tiên cá xinh đẹp, vô tình cứu được chàng hoàng tử trên biển lớn mênh mông màu bạc. Nàng đã đem lòng yêu mến hoàng tử. Trước khi trở về biển, nàng đặt một nụ hôn lên môi của chàng. Trở về biển, nàng đem theo tình yêu thuần khiết trong lòng. Sau đó, nàng tiên cá dùng cái giá hóa thành bọt biển để đổi lấy đôi chân bước lên bờ. Nào ngờ, thứ nàng đợi được lại là lễ cưới lãng mạn của hoàng tử và công chúa loài người, kẻ đã tự nhận là người cứu hoàng tử. Cuối cùng, nàng tiên cá chỉ có thể đứng từ bên ngoài nhìn vào cung điện xa hoa đang rộn ràng tiếng đàn hát, nơi có hoàng tử quần nàng cùng người con gái khác. Giọt lệ màu lam rơi xuống từ khóe mắt nàng khi tia chớp thứ ba lóe trên nền trời. Nàng tiên cá tan thành bọt biển, vĩnh viễn. 3 năm sau, hoàng tử phát hiện ra sự thật. Ngày qua ngày, chàng tới bên bờ biển. Từng đá bọt biển tạt vào hôn lên chân chàng. Mà công chúa loài người, nàng ta chỉ còn một vườn hồng héo úa. Dù nàng ta hết lòng chăm sóc, nhưng vườn hồng ấy sẽ chẳng thể nở rộ thêm lần nữa. Ở nơi đời thực cũng có một nàng tiên cá gọi là Lý Nhược Vật, một chàng hoàng tử tên Dung Doãn Trinh và Loan Hoan, một công chúa loài người. Hỏi câu chuyện giữa họ là như thế nào, ta có thể nói đó là một phiên bản khác của vở kịch Nàng Tiên Cá. Tuy mở đầu giống nhau mà kết thúc lại khác biệt. Bởi lẽ, cả Lý Nhược Vân, Dung Doãn Trinh và Loan Hoan đều là những con người có lý trí riêng. Mỗi quyết định của họ đều làm họ khác với Nàng Tiên Cá, chàng hoàng tử hay công chúa loài người trong nhà hát ngày đó. Vào một đêm tuyết ở biên giới Nga-Ukraine, Lý Nhược Vân đã cứu một người con trai Caucasus. Đẩy dòng thời gian quay ngược về trước đêm tuyết, tại khu chợ biên giới, chàng trai vô danh đi mua bức tranh đầu tiên của Lý Nhược Vân đã làm cô tự nhủ với mình rằng nhất định sẽ cưới chàng trai ấy. Vì vậy mà cô sẵn sàng đi nửa vòng châu Mỹ để tìm kiếm người kia. Còn nếu tua nhanh dòng thời gian về sau đêm tuyết, ở Cordoba, thì Lý Nhược Vân được chàng trai có đôi mắt đẹp hơn cả vạn vật trên đời cứu mạng. Rất lâu sau đó, tại sân bay, Lý Nhược Vân lại vô tình được một người giúp giải vây khỏi tên đại gia đeo bám. Quay một vòng lớn như vậy, hóa ra tất cả đều quy về chàng trai tên Dung Doãn Trinh. Trên thế giới này, duyên phận là thứ rất thần kỳ. Giữa hơn 7 tình người xa lạ, nó có thể đưa hai con người vốn chẳng hề liên quan gì tới gặp nhau, không phải một lần mà là vô số lần. Lý Nhược Vân cùng Dung Doãn Trinh chính là như thế. Còn Loan Hoan, cô là người xấu xa đã giấu đi sợi tơ duyên ấy. Cuộc đời Loan Hoan phải miêu tả như thế nào mới dễ hiểu? Tuổi thơ là những ngày tháng liên tục chuyển nhà theo người mẹ luôn tự hào rằng mình là người trải qua rất nhiều tình yêu. Lý do chuyển nhà thì vô số, nhưng điển hình nhất hẳn là do sợ vợ của người đàn ông nào đó đã ngủ với bà tìm tới. Người mẹ Loan nặc phong tình sau đó qua đời trên giường của một người đàn ông lạ mặt, để lại cô con gái Loan Hoan được người phụ nữ tên Sophia nhận nuôi. Những ngày tháng ở cùng Sophia, Loan Hoan đã cảm nhận được sự vui vẻ ngắn ngủi. Cô có một Sophia luôn biết cách chọc cho mình bật cười. Cô sẽ theo Sophia đi hát xong kiếm sống. Hai người cùng sống nương tự vào nhau trong căn hầm chẳng tới 50 mét vuông ở phố Queen, nghèo khổ mà ấm áp. Nhưng rồi một ngày, Sophia ra ngoài mua thuốc và không trở về nữa. Loan Hoan vẫn tiếp tục sống ở căn phòng cũ, một mực chờ Sophia quay lại. Cuối cùng, cô không đợi được người. Ngược lại, là Lý Tuấn Khải đã tới. Hóa ra, mẹ cô chính là mối tình đầu mà Lý Tuấn Khải yêu sâu sắc, khắc tận tâm can. Người ta nói yêu ai yêu cả đường đi, Lý Tuấn Khải đưa Loan Hoan trở về cùng ông. Cứ như vậy, nhà họ Lý bỗng nhiên có thêm một cô hài xinh đẹp. Đó là Loan Hoan cho tới năm 13 tuổi. Loan Hoan thực ra từng là một cô gái nổi loạn, ăn mặc kỳ quái, tóc xanh tóc đỏ, giày đinh quần bó rách, bỏ nhà trốn học, vào trại giáo dưỡng, tất cả không thiếu trò nào. Năm 14 tuổi, ngày Loan Hoan bước ra từ thư phòng Lý Tuấn Khải, chỉ thấy cô đã thật sự trở thành một con người khác, chỉ ngoan ngoãn sống trong nhà họ Lý, khuôn phép tỉ mỉ, là một cô hai sắc sảo, thông minh lạnh lùng. Loan Hoan, ba muốn con nhớ kỹ một câu nói như vậy, sinh mạng luôn công bằng, còn sống thì phải sống cho thật tốt, bởi vì rất lâu sau con mới chết đi. Loan Hoan, đừng khiến con trở thành một loan lặc. Loan Hoan đã sống rất tốt cho tới năm 24 tuổi. Trước khi cuộc đời cô rẽ ngoặt sang đường khác, Loan Hoan gặp được Dung Doãn Trinh, vừa là ngọt ngào,
vừa là một đoạn nguyệt duyên. Ở biên giới Nga-Ukraine, Loan Hoan là vì lời của Lý Nhược Vân mới không nói cho chàng trai kia biết người thật sự cứu anh là ai. Tại Carmel, cô lại vì sự ép buộc thầm lặng của bà ngoại Lý Nhược Vân cùng phần tâm tư riêng mà giấu đi bí mật ấy, gả cho Dung Duẫn Trinh. Giữa cô hai và cô ba nhà họ Lý có một định luật rất lạ. Ban đầu, mọi người đều là vì hứng thú với cô hai Loan Hoan mà tới, nhưng cuối cùng lại trở thành bạn của cô ba Lý Nhược Vân. Loan Hoan rất ghét định luật này. Trong cái ghét còn có cả sự ghen tị. Trong mắt mọi người, làm bạn với một cô gái hoạt bát năng động lúc nào cũng dễ chịu hơn một cô gái lạnh lùng cứng nhắc. Trước khi Dung Duẫn Trinh xuất hiện, Loan Hoan từng rất thân với Lý Nhược Vân. Trái tim cũng từng giấu một phần tình cảm với người anh trai trên danh nghĩa Lý Nhược Tư. Nếu đêm ở Cordoba, Lý Nhược Tư không lựa chọn từ bỏ tình cảm giữa mình và Loan Hoan, biết đâu mọi chuyện đã khác. Thế nhưng, trên đời vốn không có chữ nếu nào cả. Vậy nên Loan Hoan đã lấy Dung Duẫn Trinh. Kể từ đó, Loan Hoan biết mình thật sự đã hết đường lui rồi. Sau khi kết hôn, Loan Hoan đã sống thế nào? Đó là cả một thế giới mới. Một Loan Hoan chưa từng hạnh phúc đã nếm được vị ngọt của cuộc sống. Tuy rằng một năm số ngày Loan Hoan gặp được Dung Duẫn Trinh cộng lại mới được nửa tháng, nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cũng quá đủ để khiến tình yêu nảy mầm trong tim cô. Có một chàng trai sau khi nghe Loan Hoan kể về tuổi thơ chưa từng đặt chân tới khu vui chơi, đã tặng cô một vòng quay ngựa gỗ xinh đẹp. Có một chàng trai vào khoảnh khắc Loan Hoan nghĩ rằng mình sẽ lại bị cả thế giới lãng quên đã xuất hiện, cõng cô ra khỏi chuyến tàu bị mắc kẹt. Có một chàng trai nói rằng muốn bù đắp thiếu thốn tuổi thơ cho cô, xót cô lúc cô ốm, thương cô lúc cô đau, chào cô điều tốt đẹp nhất. Loan Hoan cũng chỉ là người con gái bình thường, trước một Dung Duẫn Trinh tốt đẹp như thế, sao cô có thể không động lòng? Yêu rồi, bí mật mà cô cất giấu càng trở nên bỏng tay. Sự chột dạ mỗi khi Dung Duẫn Trinh nhắc tới tiểu mỹ nhân Ngư, sự áy náy khi đối diện với Lý Nhược Vân. Nỗi lòng lo lắng khi thấy Lý Nhược Vân gặp Dung Duẫn Trinh, niềm hy vọng rằng bí mật kia có thể giấu đi mãi mãi. Muôn vàn cảm xúc dày vò và bao trùm Loan Hoan. Cô từng nhủ rằng tới năm 32 tuổi nhất định sẽ nói ra tất cả. Chỉ là Loan Hoan vẫn không đợi được ngày đó. Năm cô 27 tuổi, kỷ niệm 3 năm kết hôn của cô, Lý Nhược Vân đã tặng cô một món quà. Một món quà đem tới sự sụp đổ. Ngày kỷ niệm kết hôn 3 năm, Loan Hoan nghe thấy Dung Duẫn Trinh nói với Lý Nhược Vân: "Tiểu mỹ nhân Ngư, tại sao lúc đó em lại chạy trốn chứ?" Kết hôn 3 năm 01 ngày, Lý Nhược Vân nói với Loan Hoan: "Hoan, trả lại anh ấy cho tớ đi. Cậu cũng biết là ngay từ đầu anh ấy không thuộc về cậu." Kết hôn 3 năm 01 tháng, Lý Nhược Vân nói với Loan Hoan: "Loan Hoan, hẳn là cậu không nên ôm hy vọng với một người đàn ông kết hôn 3 năm mà không hề chạm vào mình." Đến tận lúc này, Loan Hoan biết cô và Dung Duẫn Trinh chấm hết rồi. Dung Duẫn Trinh từ nhỏ đã sống một cuộc sống phải ẩn mình. Anh có rất nhiều tên, rất nhiều thân phận, mạng sống treo trên đầu mũi súng. Năm 28 tuổi, anh lấy vợ. Vợ anh tên Loan Hoan. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, kiêu ngạo, thông minh và rất mẫn cảm. Cuộc sống của hai người vừa lặng lẽ vừa hòa thuận. Cô chưa bao giờ than phiền về việc anh không dành thời gian bên cô. Anh cũng dần quen với việc sống chung với cô gái tên Loan Hoan. Dung Duẫn Trinh không hề hiểu nổi rốt cuộc là từ lúc nào mọi thứ đã dần lệch khỏi quỹ đạo của nó. Loan Hoan tiến vào trái tim anh một cách thầm lặng, tới khi anh nhận ra cô ấy đã trở thành người mà anh muốn yêu thương chăm sóc cả đời, nắm tay bên nhau đến tận ngày mái tóc bạc phơ. Loan Hoan của anh từng nói dối anh một lần về tiểu mỹ nhân Ngư đã dùng thần nhiệt ấm áp của mình cứu sống anh trong đêm tuyết, một lần về Lý Nhược Tư. Loan Hoan của anh cũng từng làm ra chuyện mà anh tưởng rằng mình sẽ không thể chấp nhận được. Đó là khi cô tự tay đưa An Kỳ rời khỏi cuộc sống đau khổ sau này. Vậy mà, mỗi lần anh đều không kìm được lòng mà bỏ qua tất cả. Ai bảo cô lại là người anh nâng niu đặt trong lòng, là vợ của anh, một cô gái không sợ mà không sợ tối, chỉ sợ chết, chỉ sợ đau. Dung Duẫn Trinh từng thề với Loan Hoan, dù cô có làm ra chuyện gì có lỗi, anh có thể tức giận nhưng cuối cùng sẽ luôn tha thứ cho cô. Có lẽ lời thề này sẽ luôn theo anh cả đời, mãi mãi không tan biến. Nếu hỏi Dung Duẫn Trinh có từng làm điều gì rất nhanh trí hoặc rất hối hận không, chắc chắn là có. Rất nhanh trí hẳn là khi anh ký sai tên của mình trong tờ giấy ly hôn do Loan Hoan đem tới. Rất hối hận chính là ngày anh đem tờ giấy có sự hiện diện hai chữ ly hôn đặt xuống trước mặt Loan Hoan. Giữa Dung Duẫn Trinh và Loan Hoan, đơn ly hôn được soạn thảo 2 lần. Một lần do cô, một lần do anh. Một lần thất bại và một lần thành công. Giây phút đầu tiên khi Loan Hoan lựa chọn giấu đi duyên phận của Dung Duẫn Trinh và Lý Nhược Vân
đồng nghĩa với việc cô đã làm một điều sai trái. Thế nhưng mỗi một giây một phút sau đó, những thứ cảm xúc bao vây cô, những gì cô phải trải qua khi một mình giữ chặt bí mật chẳng phải điều là cô đang trả giá hay sao? Dù cô có đáng đời đi chăng nữa, thì đáng đời cũng phải có giới hạn của đáng đời đúng chứ? Vậy có phải khi cô đã trả giá đủ rồi, hạnh phúc sẽ trở lại về bên cô không? Dung Doãn Trình nói, tiểu mỹ nhân ngư, nếu thời điểm đó em không chạy trốn, thì kết cục của câu chuyện xưa không giống như vậy. Lý Nhược Vân nói, Hoan, nếu thời điểm ấy cậu không nhận cuộc điện thoại đó thì tốt rồi. Lý Nhược Tư nói, tiểu Hoan, anh chỉ đi ra ngoài một lát, chỉ một thời gian ngắn ngủi mà tất cả mọi chuyện sau này liền thay đổi. Nếu khi đó anh không rời đi, có lẽ em sẽ tốt hơn. Mỗi một chữ nếu đều ẩn chứa sau nó một cảm giác tiếc nuối. Sự tiếc nuối đó hoặc là lớn hoặc nhỏ, thế nhưng nó đã thuộc về quá khứ. Khi con bướm ở châu Nam Mỹ vỗ cánh của nó, vận mệnh đã không còn cách nào xoay chuyển. Các bạn đang nghe tại kênh Chuyện Ngôn Tình PP, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mời các bạn cùng nghe một phần trích đoạn trong truyện, chương 2. Vùng sát biên giới Ukraine-Nga có đúng là nơi mà một số nhà viết kịch bản cảm nhận được sẽ ảo tưởng phát sinh quan hệ nam nữ. Trên thực tế là như vậy sao? Không phải. Thứ nơi này có là khoảng không hoang dã rộng lớn, thỉnh thoảng ở đây sẽ có một số tiếng súng. Ở đây có một số người chết đi mà không ai biết. Các cô gái vì sợ hãi đều không đồng ý đến nơi này, cho nên căn bản sẽ không tồn tại quan hệ nam nữ. Không biết sau khi tỉnh lại, người đàn ông này liệu có nã một phát súng vào đầu cô nữa hay không. Ngón tay nhẹ nhàng sờ soạn bên tai người đàn ông, hơi xé nó ra, Loan Hoàn liền nhìn thấy màu da thực sự của anh ta. Lần này Loan Hoàn đã biết vì sao khi nãy cô nhìn thân thể người đàn ông lại có cảm giác là lạ. Làn da trên người anh ta sẫm màu hơn so với da mặt một chút. Người Caucasus là người Âu Á, làn da của họ nhạt màu hơn so với người châu Á một ít. Loan Hoàn gần như có thể khẳng định người đàn ông trước mắt là một gã người châu Á. Điều này làm cho Loan Hoàn hơi tò mò. Vận mệnh luôn sắp đặt bất ngờ. Người cứu Dung Doãn Trinh là Lý Nhược Vân, người thực sự chạm vào Dung Doãn Trinh lại là Loan Hoàn. Ban đêm tiết rơi, ngay cả dã thú cũng không muốn đi đến nơi hoang vu này. Là một sự tĩnh lặng chết chóc. Trong xe, Loan Hoàn nghe thấy tiếng tim đập của mình, thanh âm với tần suất kỳ quái. Chiếc mặt nạ bị Loan Hoàn cầm trong tay thật chặt, mở ra từng chút một, hết thảy chậm rãi tựa như phá quay chậm. Sau khi nhìn thấy gương mặt người đàn ông một cách rõ ràng, Loan Hoàn nghĩ, đáng tiếc Lý Nhược Vân không ở đây, bằng không cô ấy sẽ mê muội vì khuôn mặt này. Một bức tranh minh họa sở hữu tất cả những thứ xinh đẹp được yêu thích nhất trên thế giới. Khuôn mặt người đàn ông này còn vượt qua cả phạm vi của vẻ đẹp, không có quan hệ gì với xinh đẹp, không có quan hệ gì với tinh tế. Nhưng một khi ánh mắt của bạn dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông này, bạn cần rất nhiều nỗ lực mới có thể rời ánh mắt đi. Bạn sẽ im lặng nhìn khuôn mặt người đàn ông này chằm chằm. Ở thời gian rất lâu về sau này, trong lòng bạn vô thức lưu giữ bóng dáng anh ta. Tiếp đó, vào một ngày đẹp trời, lúc ánh mặt trời rực rỡ nhất, bạn dùng chất giọng mang theo sự thản nhiên phiền muộn nói với người bạn của mình. Tớ đã từng gặp một người đàn ông anh Tuấn, người đó là người đàn ông đẹp nhất mà tớ đã từng gặp. Điều mà họ gọi là vừa thấy dương quá lầm trung thần, có lẽ là như thế. Đây là lần đầu tiên Loan Hoan nhìn thấy Dung Doãn Trinh. Lại một lần nữa, Loan Hoan đưa tay áp lên trán người đàn ông. Vừa nãy cô thử áp đến một lớp cao su, trán người đàn ông vẫn là nóng bỏng tay. Loan Hoan cầm nước, này, một tiếng với anh. Người đàn ông vẫn không có phản ứng như trước. Loan Hoan cầm nước, chưa, này một tiếng thứ hai, một cảm giác xa lạ ở nơi nào đó len lỏi. Cô chỉ biết không cần cô gọi tiếng thứ hai, người đàn ông đã hồi tỉnh mở mắt. Người đàn ông mấp máy môi, Loan Hoan cúi đầu, đưa lỗ tai ghé vào bên miệng người đàn ông, tập trung chú ý lắng nghe. Sau khi nghe rõ ràng người đàn ông nói gì, Loan Hoan muốn rời đi. Đột nhiên, ý thức được một chuyện. Loan Hoan nâng ánh mắt lên, khoảng cách giữa hai khuôn mặt thật sự rất gần. Cứ như thể bất ngờ không kịp đề phòng, Loan Hoan chạm tới đôi mắt chăm chú nhìn như bóng đêm. Sau vài giây ngẩn người, Loan Hoan rời đi, từ trên cao nhìn xuống người đàn ông. Người đàn ông cũng đang nhìn cô. Lại vài giây sau, Loan Hoan đỡ người đàn ông đứng dậy để anh tựa vào ghế xe, đưa thuốc và nước cho anh. Thân thể người đàn ông còn chưa hồi phục lại. Uống thuốc, uống nước đối với anh mà nói là nhiệm vụ gian nan. Cuối cùng, vẫn là Loan Hoan để anh tựa vào trong lòng mình, đưa tay đứt từng ngụm nước vào trong miệng. Chờ gian nan uống thuốc xong,
Loan Hoan lại cho anh chút bánh mì cùng sữa. Chờ sau khi anh uống sữa xong, Loan Hoan ném quần áo cho người đàn ông. Hiển nhiên, so với uống thuốc thì mặc quần áo đối với người đàn ông lúc này càng là chuyện phiền toái. Thở ra một hơi thật sâu, Loan Hoan nửa quỳ ở trước mặt người đàn ông, nâng cánh tay anh lên, để cánh tay anh thuận lợi xuyên qua ống tay áo. Sau khi hai bên ống tay áo đều được xỏ vào, chỉ còn lại nút áo sơ mi. Nút áo sơ mi được đóng từ chiếc cúc dưới cùng lên, đóng từng nút lên phía trên. Bắt đầu tới nút thứ tư, người đàn ông mới nói câu đầu tiên. Thanh âm khàn khàn, dùng thứ tiếng Anh chính gốc hỏi. Người châu Á? Loan Hoan không trả lời. Có lẽ em là người Trung Quốc. Dường như tôi vẫn nghe được một cô gái dùng tiếng Trung nói chuyện. Vị dùng tiếng Trung nói chuyện kia hẳn là Lý Nhược Vân đi. Lúc Loan Hoan lái xe hơn một tiếng, Lý Nhược Vân vẫn luôn nói chuyện với cô thông qua di động. Nút áo thứ ba được cài lại. Cảm ơn, tôi biết em đã làm những gì cho tôi. Thời điểm người đàn ông nói lời này, thanh âm đã hạ xuống rất thấp. Bởi vì sốt cao nên giọng nói bị ảnh hưởng, có tính chất gợi cảm mê hoặc lòng người. Có thể cảm giác được tay anh đang hướng tới gần cô. Ngừng động tác trong tay lại, Loan Hoan ngẩng đầu. Người đàn ông nhìn lại cô, ánh mắt ôn hòa. Giờ này phút này đã sắp nửa đêm. Bàn tay người đàn ông dừng lại trên mái tóc cô, nói. Nếu không có em, tôi nghĩ tôi sẽ chết tại đây, trong làn tuyết trắng xóa này. Tôi biết ơn em, đặc biệt. Lời tiếp theo, người đàn ông không nói hết, nhưng nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của anh cũng có thể đoán được một chút. Nói vậy, anh biết một cô gái đã từng dùng nhiệt độ cơ thể mình túm anh trở về khi anh cận kề cái chết. Ánh mắt ôn hòa càng trở nên dịu dàng, sự dịu dàng đó có thể làm tan băng tuyết trong chớp mắt. Giờ khắc này, thời gian đã bị giao phó cho một dấu ấn sâu sắc của số mệnh. Giữa khuya là thời gian mộng ảo trong chuyện cổ tích. Cô bé lọ lem đeo giày thủy tinh rời khỏi cung điện của hoàng tử. Người đẹp ngủ trong rừng chờ hoàng tử vượt qua rừng rậm lúc nửa đêm. Cô gái bị phù thủy nguyền rủa biến thành con mèo xấu xí lang thang, khôi phục nguyên dáng vẻ đi về trước giường người yêu. Đáng tiếc là cho tới bây giờ Loan Hoan vẫn không tin chuyện cổ tích. Những chuyện cổ tích mỹ lệ chỉ phù hợp với một số người như Lý Nhược Vân. Nghe này tiên sinh, Loan Hoan nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của anh, mở miệng. Hãy quên hết những chuyện xảy ra trong đêm nay đi. Không có ai nguyện ý làm bạn với một người ngay cả mặt mũi cũng cần che giấu. Tôi nói như vậy anh đã hiểu chưa? Ánh mắt của người đàn ông rời khỏi khuôn mặt cô, dừng ở ngoài cửa sổ xe. Ánh sáng từ chiếc đèn Loan Hoan mang đến đang dần dần trở nên yếu ớt. Ánh sáng ảm đạm khiến cho biểu cảm của người đàn ông lộ ra chút nào đó cô đơn tịch mịch. Được rồi, người đàn ông tuấn tú. Trước mắt là người đàn ông 24 năm qua cô từng nhìn thấy đẹp nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình và nghe thêm nhiều review và tóm tắt chuyện hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.